Xin chào tất cả anh em nha, video giới thiệu anh em tham gia trên đây góp nhận 100 tóc cần có kiểu là HGG trên một sàn hot don swap các bạn. Để tham gia giá này mình link phần link mô tả các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và chia sẻ bài viết của trên Facebook nữa nè. Facebook thì các bạn like các bạn. Các bạn chia sẻ bài viết nữa các bạn. Các bạn nhấp vào một chia sẻ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ dạng tin nhắn nè. Còn chọn hai người bạn chặn thời gian Facebook luôn tôi chia sẻ tin nhắn thì các bạn chia sẻ công khai luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn copy dòng thời gian của mình nè các bạn. Rồi các bạn mở form ra lại nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Tất cả các bạn dán đường link profile Facebook của mình vào đây nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai các bạn join vào hai kênh Telegram của nó, các bạn điền lại username của mình nha các bạn. Cộng anh 1234. Tiếp tục các bạn follow Twitter cho tăng 3 người bạn vô inbox nè các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Lúc này các bạn like và viết để game nè. Các bạn test lại nè. Chỉ dẫn như tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nè các bạn. Còn mình cộng Goku, cộng Lê Vũ, rồi bạn test lại nha bạn. Sau khi bạn test lại xong các bạn bắt up lên nè. Các bạn điền lại username Twitter mình chỗ này nha các bạn. Các bạn vào tờ mở Twitter mình vào và cá nhân vào ba chữ gạch cùng vào chia sẻ bạn sau chép các bạn địa chỉ với BNB sẽ match trên bet 20 nha các bạn. Các bạn mình địa chỉ với chocolate các bạn ra nè. Rồi các bạn tìm đến địa chỉ BNB sẽ match trên hoặc là địa chỉ NH cũng được các bạn. Các bạn sẽ chép địa chỉ NH của mình nè các bạn. Rồi bạn bắt lên cho bot nha các bạn. Bắt ở đây nè các bạn. Ok cái con chắc của nó các bạn. Các bạn copy con chắc nó các bạn bắt vào với chocolate các bạn, sau này tôi cần về bạn sẽ hay các bạn. Rồi các bạn gỡ luôn các bạn. Ok vậy video hướng dẫn các bạn nhận 100 token HVG ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video để chơi cùng mình nhé.